là Hà My, học sinh lớp 3, trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên. Hà My rất vui khi được gặp gỡ và giao lưu với các bạn qua cuộc thi đọc sách vì tương lai lần thứ hai do Hội đồng đội trung ương tổ chức. Các bạn thân mến, trong những giờ đọc sách tại thư viện nhà trường, Hà My vô cùng thích thú vì ở đó có vô vàn những cuốn sách hay. Nhưng ấn tượng nhất đối với hà my là cuốn sách kể về một nữ hào kiệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam ta đó là nữ tướng bùi thị xuân trong cuốn nữ đô đốc đội quân voi bùi thị xuân đây là cuốn sách trong chương trình sách nhà nước tài trợ cho thiếu nhi các trường tiểu học miền núi vùng sâu vùng xa hôm nay hà my sẽ kể lại cho các bạn cùng nghe nhé Câu chuyện Nữ đồ đắp đội quân voi Bùi Thị Xuân sinh tại thôn Xuân Hòa, nay thuộc thôn, thôn Phú Xuân, xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Con ông Bùi Đắc Chỉ, từ nhỏ, Xuân đã chăm chỉ luyện võ nghệ. Một hôm, có một chàng trai đi qua rừng, ghé suối suối uống nước, thì bị một con cọp cũng đang uống nước ở đó chụp trúng vai, máu mè tuôn rầm rè. Giữa lúc tình mạng chàng trai Lâm Nguy, Bùi Thị Xuân tình cờ đi ngang qua, nhảy vào vung kiếm đánh nhau với cọp dữ. Cọp bị trọng thương vào đôi mắt, gầm thét dữ dội rồi cong đuôi bỏ chạy. Bùi Thị Xuân đưa chàng trai về nhà chạy chữa thuốc thang, hỏi Hàn biết tên chàng là Trần Quang Diệu, quê gốc ở Quảng Ngãi, tổ tiên vào làng An Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Bùi Thị Xuân thuyết phục Trần Quang Diệu tham gia phong trào Tây Sơn. Nguyễn Huệ trọng dụng Diệu, tác thành cho Xuân và Diệu trở nên vợ chồng. Nguyễn Huệ giao cho Bùi Thị Xuân nhiệm vụ huấn luyện đàn voi rừng mới bắt về ở bãi tập Gò Dinh, viên sông Côn. Bà cưới ở cổ voi dùng cái búa sắt dài, vài tấc có móc, móc vào đầu nó. Một nó đi sang trái thì móc bên phải, Muốn nó đi sang phải thì móc bên trái Muốn nó đi lên trước thì không móc Muốn nó đi lùi thì móc vào chán nó Muốn nó quỳ xuống thì gót vào gáy nó Muốn nó đi cho đều thì dùng búa móc trước, móc trái, móc phải Khi đã thuần phục, bà giao từng con cho người quả tượng Bà lại cho quân lấy xếp hàng dài, tay lầm lâm súng hay giáo mát Phía trước họ là bảy voi chiến, mỗi con có một người quản tượng một người ở phía sau và hai hay ba người lính ngồi trên lưng giữa bãi tập bà cho dựng nhiều lớp hình nhân và nhiều khẩu pháo lớn ba khẩu trống nổi lên quân lính tới tới hai ba bước và hô to rau ha rau ha voi chiến cũng tiến lên theo các hồ chấm còn rụt rập hơn khi voi đang ở khoảng cách cách các hình nhân một khoảng cách nhất định lính pháo thủ cho nổ súng. Binh của tượng và binh lính dùng mũi giáo thích mạnh, đẩy vòi xông lên phía trước. Có con còn dùng ngà đâm vào các hình nhân, lấy vòi cuốn tung lên trời rồi chạy đi tìm những hình nhân khác. Khi lên đường ra Bắc đánh quân hành, tiến đến mặt Nam đồn ngập hồi, Bùi Thị Xuân chỉ huy đội tượng binh gồm 100 voi chiến ầm ầm tràn tới. Tướng giặc hứa thế hành, vội xua đội kỵ binh lao ra chặn đánh, thấy voi to lớn ngựa hoảng sợ long lên quân kỵ giặc tranh nhau chạy biết thế nguy quân trong đồn đem các súng đại bác của tây dương và súng quá sơn đem ra bắn dữ dội vua quá trung mặc áo bào đỏ khăn vàng cuốn cổ tỏ ý cho quân sĩ phải liều chết mà đánh thúc voi tới đốc chiến ngài ra lệnh cho đội tượng binh chưa làm hai cánh đánh tạt sang hai bên Đôi cản tử do đô đốc Trần Quang Diệu dẫn đầu bấy giờ mới khiêng 20 tấm lá chắn bạn rông dốc nước dàn hàng ngang tiến vào trận đánh. Đạn trong đồn bắn ra đều cắm vào lá chắn. Nhân có gió mùa đông bắc, quân thanh hó nhau bắn hỏa mù, lửa cháy khói bốc, gió thổi hắt về phía quân Tây Sơn mô mịt. Cách nhau gàng tấc không trông thấy gì, Rạch tưởng quân Tây Sơn sẽ rối loạn, chẳng ngờ họ vẫn xông vào, thành lình gió năm thổi ngọn lửa tạt lại thành ra giặc tự đốt mình thừa thế tràn quan rượu cho quân đánh giáp lá cả họ quẳng là chắn xuống đất làm vượt qua hào rút đảo đao cùng với quân theo sau cầm gươm giáo tràn lên mà đâm chém quân các xuân trại ùa theo ồ ạt đông chặt đất hỏa hổ của bộ tung ra cháy rực trời bùi thị xuân cho đôi tượng binh đầu chít khăn đỏ tay cầm hỏa cầu lưu hoàn từ mình voi ném xuống đốt cháy mọi vật đốt cháy cả người quân thanh cuống cuồng bỏ đồn ngọc hồ trốn chạy bùi thị xuân tung đàn voi chiến ra quật đánh lũ giặc bốn cái chân to lù lù như cột nhà dày xéo lên lũ giặc đôi ngả voi sóc thẳng khiến lũ giặc thủng bụng lòi ruột bận hứa thế hành thượng duy thăng trương sĩ long đều bỏ mạng những tên còn sống sót tất cả tìm đường chạy. Sau khi chiến thắng quân thanh xâm lược, Bùi Thị Xuân được phong chức đô đốc, Trần Quang Diệu được phong chức thiếu phó. Mùa thu năm nhân tí 1792, vua con Trung bị bệnh qua đời. Nguyễn Ánh được bọn Tây Dương giúp dập, nhân thế đem quân vượt biển ra đánh úp, chiếm mất quy nhơn. Vua Quan Toản, vội sai Thái Phó Trần Qua Diệu và tư đồ Vũ Văn Dũng đem quân thủy bộ vào gấp đường giành lại. Trần Quang Diệu bảo vợ, này quân hùng tướng mạnh đã kéo vào cả Quy Nhơn, nếu quân gia định vượt biển ra xâm phạm, tất Phú Xuân sẽ không tránh khỏi nguy biến. Nàng hãy ở lại kinh thành hộ giá, ngộ khi về nước quan hệ còn có người đỡ đàn chúa thượng. Bùi Thị Xuân khóc và vâng lời biết đại quân Tây Sơn ở cả Quy Nhơn năm Tân linh 1801 Nguyễn Ánh dốc hết quân thủy bộ và một nghìn chiến thuyền bất ngờ đánh lén Phú Xuân. Bùi Thị Xuân cùng với vua Quan Toản và phỏ mã trị ra sức chống cự. Nhưng tình thế mỗi lúc một bức bách. Bùi Thị Xuân tâu vua, xin chúa thượng tạm lui quân ra Bắc Hà. Trước hãy vỗ về quân dân, các chấn chỉnh đội ngũ, sau đó gọi đại binh ở Quy Nhơn ra hai mặt cùng đánh, tất lấy lại được thành. Vua nghe theo. Năm nhâm tuất 1802, Trần Quang Diệu lấy lại được thành Quy Nhơn, liền kéo quân ra Phú Xuân, nhưng bị quân gia định chặn lại, không qua được đèo Hải Vân. Trần Quang Diệu để phải đem quân voi dọn núi mở đường, đi sang biên giới Ai Lao, vòng qua miền Tây Nghệ An để hợp với quân của nhà vua khi Bùi Thị Xuân hộ giá vua Quan toàn, thống soái ba vạn quân thủy bộ và tượng binh bốn chấn ở Bắc Hà và Thanh Nghệ thì bị quân gia định đóng tại Hào Lễ thành Trấn Ninh và Đông Mâu ở vùng sông xanh Quảng Bình cản lại. biết đây là chỗ hiểm yếu, lâu này Nguyễn Ánh đã thúc quân đắp thành cao, đào hào sâu, lại đặt nhiều đại bác tối tân của người Tây Dương giúp và sắp sửa gỗ đá trên mặt thành. khi Bùi Thị Xuân xin lĩnh 5.000 quân tiền đánh cổng thành để quân thủy vòng về phía sau đánh tạt lại. Từ trên thành cao, quân gia định bắn đại bác xuống ầm ầm. Quân Bùi Thị Xuân lấy gỗ ván mẹ dâm dốc nước làm khiên tre, lan xả vào chân thành, bắc thang leo lên. Quân gia định vội đổ dầu sôi, tung chất cháy và lăn gỗ xuống. Quân Bùi Thị Xuân mấy lần bám được vào mặt thành, sau để bị lánh lui vua quan tỏa lo lắm có ý định lui quân bùi thị xuân níu lấy áo bà vua can ngăn nước nhà là còn mất ở trận này bệ hạ chớ vì thấy bất lợi mà ngã lòng giàu chết cũng xin quyết tiểu chiến bà cưỡi voi đi đầu thúc quân sĩ tràn lên đánh thành từ sáng đến trưa vẫn trổ sức chiến đấu không hề mệt mỏi người trước ngã người sau vẫn điềm nhiên xông tới không một ai lười cả Đến chiều tối, quân trong thành Trấn Ninh, Đông mâu đã đúng. Bất ngờ, tin cánh thủy binh đã bị quân gia định đánh tan, bay đến khiến quân Tây Sơn hoang mang tan vỡ. Bùi Thị Xuân ra sức chỉnh đốn nhưng không lại. Vua quan toàn vội rút chạy ra Thăng Long để Bùi Thị Xuân ở lại Nghệ An cảng giặc. Chẳng dè, quân gia định thừa thắng đánh tràn. Quân ít thế nguy, bà đành chịu xa và tay giặc cùng với hai con. Trần Quan Diệu không kịp hội quân, sau cũng bị bắt ở Thanh Trương, Nghệ An. Nguyễn Ánh Điệu cả hai vợ chồng và hai con bà về thành phố Xuân hành hình để trả thù. Ngày 30 tháng 11 năm 1802, Nguyễn Ánh cho giải hai vợ chồng đến trước mặt, kẻ tội phản nghịch rồi bắt hai vợ chồng phải lệnh. Hai vợ chồng không lệ, Ánh sai lính lấy hẹo đánh vào khuỷu chân, níu tóc dập đầu xuống đất bắt lệnh hai vợ chồng vẫn nhất định không chịu. Anh út quá, cho voi giữ ra dùng vòi quấn lấy đứa con trai bà tung lên trời, rơi xuống đất, rồi giày xéo cho trông thấy để giao y. Đứa con gái thấy voi xông tới, chạy lại nói với mẹ, mẹ ơi, hãy cứu con. Bà nói, mẹ cũng bị trói, không làm gì được con ạ. À. Đến lượt đứa con gái cũng bị voi cuột chết, Ánh lại lôi Trần quan rượu ra xẻo từng miếng thịt một, tàn bạo hết mức. Tình cảnh cực kỳ thảm thương. Trước khi bị ra hình, bà đã bảo mang vào ngục cho bà nhiều tấm lụa. Bà lấy lụa cuốn chắc ấm chân cùng các phần thân thể bà để tránh bị trần trò như những ai bị chịu tử hình như cách đó thường bị. Đối diện với cái chết, Bùi Thị Xuân vẫn không hề biến đổi sắc mặt. Bà bình tĩnh tiến tới chiếc đồ voi Mấy tên lính la thét om sòm bảo bùi thị xuân quỳ sớm nhưng bà vẫn thản nhiên bớt tới. Còn vòi lùi lại, bọn lính phải lấy giáo đâm vào đùi, vòi mấy cua vòi quấn lấy bà, tung lên trời. Nghe chuyện bà bị hành hình, ai cũng thương xót và hết lời khen ngợi. Sau khi bà mất, nhân dân đã xây dựng đèn thờ bà tại Tây Sơn. Trong điện thờ, Tây Sơn cam kiệt, xây dựng vào năm 1960, tại làng kiên mỹ xã bình thành quận bình khê nay là huyện tây sơn tỉnh bình định bên cạnh bàn thờ trần quang diệu vũ văn dũng có bàn thờ vị nữ đô đốc quả cảm bất khuất bùi thị xuân hà my và kẻ chắc bác bạn nghe câu chuyện nữ đô đốc đội quân voi bùi thị xuân chắc hẳn bạn cũng hiểu phần nào tại sao hà my lại ấn tượng về câu chuyện này đúng không câu chuyện nữ đô đốc đội quân voi lại cho chúng ta thấy tinh thần yêu nước của dân tộc việt nam không kể lớn bé gái trai già trẻ khi đất nước lâm nguy dân tộc ta cùng đoàn kết đứng dậy đánh đuổi giặc ngoại xâm câu chuyện còn cho chúng ta thấy phụ nữ việt nam từ thầy bà trưng bà triệu phất cờ khởi nghĩa khẳng định ý chí tự chủ tinh thần độc lập của dân tộc việt nam mỗi thời kỳ lịch sử đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đều có những nữ tướng tài ba. Chỉ huy các quân đội nhiều phen đã khiến các quân thù khiếp sợ và thất bại thảm hại. Phụ nữ Việt Nam không chỉ xuất hiện khi đất nước lâm nguy mà còn xuất hiện trong đời sống hàng ngày vẫn cần cù lao động. Sớm ra ruộng lúa, tối về nương dâu. Trong thời kỳ hiện nay, các cô, các chị lại càng khẳng định thêm sự thông minh, năng động, giỏi việc nước, đảm việc nhà, dù con nhỏ nhưng hà my rất tự hào vì mình là con của đất nước việt nam lại là nữ nữa hà my sẽ cố gắng học tập thật tốt tu dưỡng đạo đức truyền thống văn hóa của người việt để mai sau lớn lên khi có cơ hội giao lưu với các bạn trong nước và quốc tế hà my có thể tự tin nói tôi là người việt nam cảm ơn các bạn đã lắng nghe hà my kể chuyện và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại